quang minh của nắng và gió, của những trận gió lao bỏng rát, của những ngày mùa hè nóng như đổ lửa và những cồn cát trắng xóa mênh mang. Nhưng chính khí hậu nắng và gió lao khắc nghiệt lại rất thích hợp để trồng khoai. Và khoai lang chính là một món đặc sản dân dã rất nổi tiếng ở Quảng Bình. Đó, cái cháu giúp cô nhổ nhé. Cô Dương ơi, tại sao khoai đây lại ngon hả cô? Vì trong này đây đất cát này, nắng nhiều này, là khoai ngon hơn. Khoai vùng này có khác thì khoai vùng khác không ạ? Khoai vùng này là ngon, khoai dẻo ạ. Ừ. Khoai ngọt, ngọt tự nhiên ạ. À, ông củ ở đây cô này. Củ này to. Ôi, to thế. Ê... Khoai to luôn nhỉ. Cô Dương ơi, mình trồng khoai khoảng bao lâu thì thu hoạch được hả cô? Được 6 tháng. 6 tháng là khoai nó to này rồi. Ừ, 6 tháng to như thế này. Trồng khoai khó không cô? Khó, vất vả. Một năm thì có mấy vụ khoai ạ? Một năm được một vụ chứ mấy. Thế một vụ cô thu nhập được khoảng bao nhiêu hả cô? Một năm là 15 triệu. Một năm là 15 triệu. Nắng quá à? Thì nóng không? Nóng quá, nóng lắm. Ừ. Nóng lắm. Thế mệt không? Mệt. Mọi người chịu khó thật. Như cô Dương nói thì khoai lang có thể chế biến được thành nhiều món và món nào cũng ngon. Tuy nhiên thì món ngon nhất và phổ biến nhất ở Quảng Bình là món khoai reo. Tức là người ta sẽ luộc khoai trước, luộc xong rồi cắt lát đúng không cô? Và đem phơi khô thì sẽ có món khoai reo. Mình luộc trong bao lâu thì được ạ? Khoảng 1 tiếng là chín. Khoai dẻo dễ cắt của ạ? À, thử ăn tí. Thử ăn được luôn không ạ? Ăn luôn. Rất là bùi. Thấy ngon mẹ. Bùi ạ. À. Như vậy là xịt ở đây khoai. Còn bây giờ thì tôi giúp cô Dương mang khoai đi phơi. Cô ấy mình phơi trong bao lâu thì được ạ? Phơi là 10 nắng là được. 10 nắng là được. À, bên này lâu bên đây là bắt đầu là 18 được. À, tạm được. Mình ăn được không ạ? Ăn được rồi. Ăn được à? À, em thử ăn đi. Dai cô nhờ? Dai. Dai dẻo ngon. Dẻo. Trong nữa. Ngọt không em? Ngọt không ạ? Ngon nè. Khoai sau khi phơi thì dẻo hơn và dai hơn. Vị ngọt thì rất là tự nhiên. Và hơi rắc răng cô ạ. Khoai là mặc răng đấy. Khoai như nào là được hả cô? Khoai như thế này là được nè. Nhìn thế này nó sắp xệ nè. Màu là phải màu vàng. Màu là cho tươi, là đẹp. Chứ đừng có sẫm màu. Cái này là ngon, dẻo. Một ngày được trải nghiệm cùng những người làm khoai reo đã cho tôi hiểu tại sao món ăn đơn giản này lại trở thành đặc sản của vùng đất Quảng Bình nắng gió. Bởi lẽ vị ngọt trong từng miếng khoai reo ấy là tất cả sự chất chiu từ những mảnh ruộng đầy cát trắng, từ cái nắng miền Trung chói chang và cả từ những trận gió lào gai gắt. Và tôi sẽ lưu giữ tất cả những hương vị ấy khi nhớ về chuyến hành trình đến Quảng Bình lần này. Đây là cháu vô học mình có gì thì cấm ít khoai về làm khoa. Không, cảm ơn, nhiều quá. Cảm ơn cô nhé. À, cháu về khẽ nhé. Về ạ.